Chi tiết thủ tục check-in tại sân bay. Một, những giấy tờ khi làm thủ tục check-in tại sân bay bao gồm vé máy bay, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, còn hạn sử dụng visa của quốc gia sắp đến. Hai, làm thủ tục check-in. Các bạn lưu ý khi đến sân bay, việc đầu tiên làm xuất trình vé máy bay, kế gửi hành lý và chọn ghế ngồi. Tại quầy check-in, bạn xuất trình vé máy bay, chứng minh thư, hộ chiếu, visa cho nhân viên kiểm tra, sau đó họ tiến hành cân hành lý ký gửi và kiểm tra hành lý sách tay cho bạn. Lưu ý giữ cuốn vé hành lý ký gửi thật kỹ và kiểm tra đích đến của hành lý ký gửi xem đã đúng chưa. Một số vé chưa có chỗ ngồi thì nhân viên có thể yêu cầu bạn chọn chỗ ngồi. Sau đó là nhân viên sẽ đưa bạn lên thẻ lên máy bay hay còn gọi là boarding pass. Ba, sau khi check in xong, bạn bước vào làm thủ tục xuất cảnh cũng như là kiểm tra an ninh. Thì lưu ý là mọi người lên làm thủ tục hải quan sớm, dịp lễ thì nhiều chuyến bay cùng khung giờ nên là số lượng hành khách xếp hàng chờ lên máy bay rất là đông. Để tránh thời gian chờ lâu dẫn đến là trễ lên máy bay, các bạn nên làm thông quan sớm. Tại khu vực làm thủ tục thì xuất nhập cảnh thì người ta sẽ yêu cầu bạn xuất trình hộ chiếu, visa để đóng dấu kiểm tra cũng như là đóng phí sân bay. Xong xuôi rồi thì mọi người bước vào khu vực kiểm tra an ninh thì mọi người lên bỏ các đồ kim loại như đồng hồ, chìa khóa, trang sức sắt vào khu chung với cái hành lý xách tay trước khi bước qua máy quét. Thì để đảm bảo an toàn khi mà bị thất thoát các đồ vật có giá trị như vòng, nhẫn, đồng hồ, các bạn nên là tháo ra để chung trong một cái túi nhỏ. Sau khi tháo hết các đồ thì mới cho cùng lên băng chuyền. Điểm này thì các bạn nên lưu ý vì đã có nhiều người bị kẻ gian lấy mất và họ có thể là bay sang các nước khác. Cái việc truy tìm thu hồi rất là rắc rối và gần như là không thể, và chắc chắn là sẽ làm trễ chuyến bay của bạn. 4. Chờ đợi và lên máy bay. Thì thẻ lên máy bay, ghi cộng này, giờ lên máy bay và số ghế ngồi, lưu ý đi đúng hướng dẫn và thời gian lên máy bay. Khi đến giờ bay thì nhân viên có mặt tại cổng và thông báo bạn đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên kiểm tra rồi theo hướng dẫn lên máy bay. Khi bay đến nơi thì các bạn làm thủ tục bình thường theo hướng dẫn. Thì đối với người đi lần đầu thì các bạn chỉ cần làm một số thủ tục hải quan, chụp ảnh lấy mẫu mắt, vân tay, khai báo y tế và khai báo hải quan rồi di chuyển sang băng chuyền để nhận hành lý và rời đi. Đặc biệt lưu ý có một số trường hợp vô tình hoặc cố ý lấy nhầm hành lý của người khác, vì vậy các bạn nên ra sớm để nhận hành lý. Lưu ý giữ cuốn vé ký gửi hành lý để dễ dàng đối chiếu. Mọi người nhớ ấn theo dõi hành group để cập nhật về giá vé máy bay, thủ tục hải quan một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé.